Xin chào cả nhà, hôm nay Tiên đang dẫn Thiên Tử đi tới cái chỗ để mua những cái đồ trang trí cho Halloween. Cái đó cái gì vậy? The color and the bubble like down. What that is? You know what you need to buy? Tiên phải đi mua những cái đồ trang trí cho cái Halloween cho Thiên Tử, vì sắp sửa là tới ngày lễ đó rồi, cho nên là bây giờ là Tiên đang dẫn Thiên Tử đi mua. Không chưa con? Chạy qua chỗ khác mẹ còn mua cái gì. Okay, let's go. Come on. Don't be scary. Nào, đây là một cái tiệm về trang trí, đồ trang trí này. Tại nghỉ. Today we're at Michael's. And today we're gonna buy some crayons and painting. What are you gonna use it for? For my minion lantern. Your minions? Okay. Hôm nay là Tiên đang dẫn Thiên Tử đi tới cái tiệm về mua những cái đồ giống như vẽ này nọ cho Thiên Tử, để Thiên Tử trang trí cái lồng đèn của Thiên Tử ở nhà. So, look at this. You can also buy those paint too. Mom, I found paint. Đâu? Right here. Let me see. Oh, mày con thấy rồi hả? Yeah, this is paint. Paint, check. Check, good job. Từ nó check tức là xong một món rồi. Bây giờ đi kiếm món thứ hai. Four colors. Okay. Colors now. Four crayons. Crayons, hả? Okay, để mẹ coi nào. Ủa, Thiên Tử ơi. Thiên Tử ơi. Mẹ nói này. Con chưa mua brush mà. Oh, here, take a look at the minions to see. Con thiếu cái gì? Con coi cái hình con mày con thiếu gì nữa nè Thiên Tử. Ra đây mẹ coi nè. Can you see the brush? Để mẹ coi sao mình thiếu. Oh, như là dưới này nè con trai. Down here con. No, those are sticks. Those are sticks, are not brush. Oh, you need brush. Hold on. I'll show you. Hi guys, today I'm gonna get yellow paint because I gotta get the minion. You have to speak louder, con. I can hear you. Okay, where's your paint? Don't step on it. This is all the glass. Go and find your paint. Go. Come on, where's the paint? The paint? The red paint? Cái màu đâu? Cái màu sơn đâu? Màu sơn của con ấy. The blue one? No, what color? Màu gì? Màu yellow. Yellow tiếng Việt là gì? Màu tím. Màu không phải màu tím. Màu vàng. Màu vàng. Đâu? Đây nè. Ok rồi, tí nữa mẹ kêu người ta lấy giùm con. Đây là những cái màu sơn mà Thiên Tử sẽ sử dụng để sơn cái lồng đèn. Ok. Thiên Tử nhà gì cho con một chữ nữa nè. Lantern gọi là lồng đèn. Lồng đèn. Lồng đèn. Bom. Ok rồi, theo mẹ. Đi, đi lên, mình đi tìm tiếp. Bây giờ look for papers. You have to find the blue papers and the black one. Kế tiếp là con phải đi tìm cái giấy màu xanh và màu đen. Con hiểu không? Thiên Tử, con có hiểu không? Dạ. Dạ, em sao? Ôi, nhìn nè, đẹp chưa? Vì sắp sửa tới Halloween rồi. Sắp sửa tới... Mommy, do you need a paintbrush? Ooh, I think so. This is beautiful to decor for our office. Thiên Tử, hả? Ok, đi qua nhìn giấy. Thì mẹ coi mấy cái đồ này mình mua được về trang trí cho nhà không? Mẹ biết rồi. Con á, đòi hỏi nhiều quá. Thiên Tử ơi. Dạ. Pink bubble. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mathis, they're gonna scan it for you. Just wait. Xin Tử mua hết đồ chưa con? Yeah.
Con mua hết rồi, của con chưa dớt rồi nè. No, người ta tính tiền rồi mà con. Xin từ. Rồi, người ta tính rồi. I'm good, thank you. There's two people. No, Martha, rồi trở lại nha Lan. Lấy đồ con đi đi. Đi về làm gì? Đi về làm gì thêm từ? Làm men dân. Làm men dân. Ok, đi về nhà làm men dân. Me and my mom gonna make a lantern for you to do. What do you have to do? Press the like button. And subscribe my channel. Okay, so and how many? If you like this video. Okay, let's go. I'm gonna spray paint now. Okay, that's a spray paint. You're gonna paint it for your. Look, this side is already open. So okay. We have to use magic. Oh wow, you have to use magic? Yeah, you have to flick your finger. Wait. So bây giờ tiên đang chỉ cho thiên tử làm sao làm cái flick your lồng finger đèn right now. Cho mùa lễ gọi là ngày lễ Trung thu nè. I thought. Okay, so here's okay, đầu tiên á là mấy cái này mình mua nó có sẵn rồi. Cho nên mình chỉ mở nó lên mình bỏ lại thôi. Thiên tử nè. Is that the butt? What happened? You got it, dude? What happened to the You need help? I'm just recording. Do his circles. Oh, trời ơi. You have one hand, hold one hand on top like this. Con giữ cái đầu thôi. Đúng rồi, and it circles around. Good job. Trên tay đang nhẹ vẽ con mắt. Như kỳ, no thiên tử. Như kỳ vậy. Thôi mẹ làm cho, mẹ thử cho nè. Nè vẽ lại, I hold it, you draw. Nè. Yes, all around the cup. Get up, get the pen up. No, it has to be next to the, at the edge of the cup. Okay. Kìa bên này kia nữa. Bên kia bên này con làm xong rồi. Bên này nè. Bên chỗ này nè. Bên này. From here to down here. Yeah, đúng rồi. No. Around the cup. Đi vòng tròn cái cup á. Trên trên làm. Yeah. Trên trên đang làm con mắt nè. Rồi xong chưa? Rồi cũng được rồi đó. Ok rồi. Nothing. Dạ rồi mẹ chỉ cho con mắt thứ hai con để về đúng không? Uh-huh. Rồi bây giờ cắt nha nha. Nha. Yeah. Cái này này cái đất chỉ cái. Đây là cái thứ hai mình đang làm nè cho thiên tử nè. Còn cái này á mình phải cắt lấy cái tiền lấy cái lì bồ bồ tiền cắt và làm thành cái mũi để cho cái lồng đèn này. Rồi còn những cái này mình làm màu đi. Làm màu cho cái kia. Cho nên mình phải đợi cho nó khô nè. Mình dùng cái chai này làm màu nè. Tôi lấy giờ giống như cái chai màu này á, là màu trắng. Tiên đổi thành màu xanh cho thiên tử. Tại thiên tử thích màu xanh. Thay cái cup này thành màu vàng. Thiên quên mang cái bao tay ở trên đây phải. Phải mang bao tay vô nha. Thiên mẹ quên mang bao tay. Nó đỡ rồi. Cái bằng nhựa nên cái màu nó cũng khó giữ nhưng mà mình cố gắng mình sơn mình xịt nó mấy lần nó sẽ giữ lại. Đây là cái miệng nè và sau làm hai cái lỗ tai. Mẹ sắp xong rồi con. Nhà con muốn coi nè chưa? Nhà đây Thiên Từ. Cái của con đâu? This is mine. Cái của con mẹ mới làm xong đâu. Where is yours? Cái gì? Where is yours? You wanna see my creation? Mm-hmm. Look. This is. Yeah.
Hi guys, I'm done. Yes? This is the final touch. Okay, and what are you? I'm a minute and my mom's a pig. You look so funny. This is another one we did. This is another one we did for Mathis. Oh joy. Here? Is it big? Here, how about yours? Can I see yours? Do you think I like, hold on, don't move. I like yours or you like mine? I like mine. Really? I don't have a nose. You just don't have a nose. Tinh tử hỏi. Let me see why you don't have a nose. Tinh tử hỏi tại sao cái con của Tinh tử không có cái mũi nè. Cái của Tinh có cái mũi. Còn cái của Thiên Tư không có cái mũi. Mẹ có cái mũi hả? Thiên Tư không có cái mũi. Ê, Thiên Tư, con đừng làm mạnh quá. Ngày mai con đốt tiền nữa. Rồi con bỏ vô đó đi. Tạm thời bỏ vô đó đi. To you. Like that. Ôi, 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 ôi. Rồi, lượm lên đi. Thiên Tư hỏi sao Thiên Tư không có cái mũi. Cái đó không đủ dài hay con? Nè. Được chưa? Rồi đó. Được rồi đó, bỏ tay đi. Được rồi đó con. Ôi trời ơi. Chắc mình phải lấy cái khác cho con rồi. Yes, I... Or you can do it like this. Here, I'll show you. Yeah. Con bỏ vô đi. Mẹ chỉ cho con. Here, put your hand up. Mẹ chỉ cho. Ôi trời. Hey, why you put it down? Mẹ, tại cái cây nó không đủ dài. Mẹ đang làm cái cây màu vàng cho con. Well, you can put it on the other side. Yeah, nhưng mà mẹ đang làm cái cây màu vàng cho con. Should be fine here. Let's do this. It will stay. It will not stay. It will stay, trust me. That will do win. It will tear your holes. It will not hold. Trời bực của mình. It will not hold. Đây con giữ cái phần. Can you put it right there? It's so small. Hai cái quyền. Thiên Tử. Thiên Tử ơi. Trời ơi. Thiên Tử được mấy cái rồi? Hai cái hả? Yeah. Ok rồi từ từ mẹ làm cho. Con ngồi im đi. I will see you tomorrow. Oh. And like and subscribe. Push the like button, bye. Yum, 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 yum. Okay, can move, 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 Mathis. You done? Yeah. Your final touch is done? Yeah. Lồng đèn của con đó hả? Yeah, rồi. Put candles in. You muốn candles nhỏ vô? Mẹ có muốn mẹ bỏ candles vô cho con không? Yeah. Okay, mẹ con cầm lên đi, mẹ bỏ candles cho con. Đây là hai cái lồng đèn Thiên Tử mới làm xong. Con phải đứng dậy, không có ngồi xuống. Con ngồi xuống mẹ không có lòng làm bỏ candles vô đâu. I want to go inside. Okay, đó. Mẹ đang làm cái cây cho con màu vàng luôn nè. Con phải đợi cái cây màu vàng màu xanh nó xong rồi con sẽ dùng được à. Nha. Yeah. Mình dẹp. Ayo. Shot. No. Làm xong để hai. Ayo. Yeah. Buổi tối mình tính tính nó làm. Chúng tôi làm hai cái cây này phải khô á. Tại vì hai cái cây này là hai cái cây cầm cho nó lồng đèn. Một cái màu xanh, một cái màu vàng. Đang chờ nè. Say thank you. Thank you everyone. And have a great moon festival. And have a great moon festival. Bye. Bye. Trời ơi, con làm rất nhiều về mặt con này nè. Rồi, xong rồi. Bye. This is my final touch. This is my final touch. I love it. Okay, which one is this one? Cái nào của con, nào của mẹ? This one is mine. This one is my mom's. Okay, which here. One? Here. Okay, father. Con đứng xích da đi để mẹ quay được. Yeah. Rồi, cái nào của mẹ con đâu nào? Cho mẹ coi cái nào của con. And this one. Có con đó tên gì á? Minion. Minion hả? Còn cái của mẹ là con gì? Piggy. Piggy con heo. My lucky guy, googly eyes. Googly eyes? Well, how about yours? Is your hair, is it? Yeah. Googly eyes. Googly eyes. Something is stuck right here. It's the dirty one. Okay, very good. Rồi, sit xuống đi con. Your eyes are fine. Wait, Mari, did you take this? I did. I put everything together.
Wow. Bye bye. No, sit xuống. Con đừng sit xuống. No, I said bye bye. Con nói please don't forget to hit the like button. Bye. Con gì nữa? Con chửi subscribe nữa chứ. Subscribe to my channel. Rồi đi xứng sit luôn. Đi xuống. I hope you press that like button. Bye. Đi sit xuống trên từ. Bye guys. Bye. Trên từ nói theo mẹ nè. Đi sit xuống nói. Con chúc. Con chúc ông bà. Cô chú và các bạn một mùa lễ trung thu thật vui vẻ. Vui vẻ, con hiểu chữ vui vẻ là gì không? Không. Ông trời ơi. Vui vẻ con không hiểu hả? Vui vẻ is a happy. Happy. A pleasant. Yes. Or ye McDonald's. No, McDonald's. Can I have a snack? Okay, let's go down. Say bye. Bye. Me ya nữa. No. The menu not too big. No, the minion one's not too big. This is your minions. Can I see it again? How about the other one? Cái con này làm sao? Đâu, con của mommy đâu? Let's say lower it up. Higher it up, please. Lower it up. Trời đất ơi. Trời ơi. Cái này là của ai? Của mẹ. Còn cái này của ai? Của Thiên Tử. Của Thiên Tử hả? Wow. E-power. E-power. Oh,